Máy bay chiến đấu không quân Nga mất tích bất thường ở Ukraine. Chuyện gì đang diễn ra? Các quan chức ở Lầu Năm Góc hiện không thể giải thích chính xác tại sao Nga chưa huy động sức mạnh không quân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Moscow, tình báo Mỹ từng dự đoán Moscow sẽ nhanh chóng huy động sức mạnh không quân khổng lồ của mình để thống trị bầu trời Ukraine. Tuy nhiên, 6 ngày đầu tiên đã làm xáo trộn những dự báo của Mỹ. Thay vào đó, quân đội Nga đã hành động khôn khéo hơn với sức mạnh không quân của mình, đến mức các quan chức ở Lầu Năm Góc không thể giải thích chính xác điều gì đang diễn ra với không quân Nga. Họ không nhất thiết phải để xảy ra rủi ro với máy bay chiến đấu và phi công của mình, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết. Mặc dù sức mạnh quân sự của Nga áp đảo cả về quân số và hỏa lực, lực lượng không quân Ukraine vẫn đang hoạt động, và hệ thống phòng không được coi là vẫn có khả năng phát huy tác dụng, một thực tế đang khiến các chuyên gia quân sự bối rối. Sau trận chiến mở màn vào ngày 24 tháng 2, các nhà phân tích dự đoán quân đội Nga sẽ cố gắng tiêu diệt ngay lập tức lực lượng phòng không và không quân của Ukraine. Thế nhưng, Moscow đã không hành động như vậy. Đáng ra đó phải là bước tiếp theo rất có logic như đã từng thấy trong hầu hết các cuộc xung đột quân sự kể từ năm 1938. Nhóm nghiên cứu của Russi ở London viết trong một bài báo có tựa đề Bí ẩn về sự mất tích của lực lượng không quân Nga. Ngược lại, các máy bay chiến đấu của không quân Ukraine vẫn đang thực hiện những chuyến xuất kích tầm thấp, tiến hành hoạt động phòng thủ, đối không và tấn công mặt đất. Binh sĩ quân đội Ukraine trang bị tên lửa đất đối không có thể đe dọa máy bay Nga và tạo ra rủi ro cho các phi công nước này đang cố gắng hỗ trợ cho lực lượng mặt đất. Probly, một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận xét, có rất nhiều thứ họ hành động đang gây ra sự khó hiểu và cho rằng thời điểm bắt đầu cuộc chiến sẽ phải là sử dụng vũ lực tối đa. Bởi vì mỗi ngày kéo dài cuộc chiến là chi phí và rủi ro sẽ tăng lên, nhưng Nga đang không làm điều đó và thực sự khó giải thích bởi bất kỳ lý do thực tế nào. Bị bối rối về cách Nga sử dụng lực lượng không quân của mình khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden từ chối lời kêu gọi của Kiev về việc thiết lập một vùng cấm bay, điều đó có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Các chuyên gia quân sự đã thấy bằng chứng về việc thiếu hiệp đồng giữa lực lượng không quân Nga với các đơn vị mặt đất. Nhiều đơn vị Nga được triển khai ở tiền tuyến, nằm ngoài tầm bao quát của lực lượng phòng không của chính họ. Điều đó khiến các binh lính Nga dễ bị các lực lượng của Ukraine tấn công, gồm cả những đơn vị mới được trang bị máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ và tên lửa chống tăng của Mỹ và Anh. David Deptula, một tướng 3 sao của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người từng chỉ huy vùng cấm bay ở miền Bắc Iraq cho biết, ông rất ngạc nhiên khi Nga không nỗ lực hơn để thiết lập ưu thế trên không ngay từ đầu. Trước cuộc chiến, các quan chức Mỹ ước tính rằng Nga có khả năng đã chuẩn bị sẵn sàng hàng trăm nghìn máy bay trong lực lượng không quân của mình cho sứ mệnh Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ hôm thứ Ba đã từ chối cho biết liệu có bao nhiêu chiếc máy bay chiến đấu của Nga, gồm cả trực thăng tấn công, có thể vẫn còn ở bên ngoài lãnh thổ Ukraine.